Tại Simacai, nhờ ở độ cao thích hợp, khí hậu mát mẻ và áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc tốt nên quả lê VH6 có mẫu mã và chất lượng đạt chuẩn. Lê VH6 Simacai đã được công nhận là sản phẩm đạt 3 sao OCOP cấp tỉnh, từ đó giúp quả lê của huyện tiêu thụ tốt hơn và chính người trồng lê được hưởng lợi. Gần 10 năm trước, huyện vùng cao Simacai bắt đầu đưa giống lê VH6 từ trại rau quả Bắc Hà về trồng, hợp với chất đất, khí hậu, cộng với việc được chăm sóc theo hướng hữu cơ, việt gáp, loại cây ăn quả ôn đới này đã cho hiệu quả kinh tế rõ nét. Quy trình chăm sóc thì cơ bản là phổ biến được đến toàn bộ bà con của trên địa bàn xã và huyện. Bởi vì hàng năm thì ở xã và huyện đều có các lớp tổ chức hướng dẫn cho các kỹ thuật chăm bón và vít cành và chăm sóc tỉa hái. Để cho cái quả lê nó to và ngọt ngon thì trước tiên là chúng ta về cái khâu chăm sóc thì phải bón phân hữu cơ. Cây đậu quả chúng ta phải đi thăm vườn thường xuyên và tỉa hái những cái quả xấu, những quả bé. Chúng ta để lại những cái quả to và có chất lượng. Đưa giống cây ăn quả mới về, cùng với vận động bà con tham gia trồng thành vùng hàng hóa, các cơ quan chuyên môn của huyện vùng cao Simacai rất chú trọng đến hướng dẫn các hộ trồng, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật. Cán bộ kỹ thuật sâu sát vào từng thời điểm, nên ông Cư Siêu Vận ở thôn Lao Trải, xã Quan Hồ Thần đã thuần thục cây bón phân, làm cỏ, nhất là cách viên cảnh tạo tán. Kỹ thuật này đã giúp gia đình ông trong khoảng 5 năm trở lại đây có thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng từ hơn 2 hectare cây lê VH6. Ngày xưa không biết làm thì ngày xưa cái lá nó vàng khè thì ra quả nó không thành đâu, bán nó không có giá, nó không ai mua đâu. Thường xuyên mà chăm sóc và xới cỏ, làm cỏ sạch sẽ này, sau đó là thường xuyên mà xem sâu bệnh này. Năm nay hơn 3 tấn cơ mà, cái này, cái này nó được nhiều quả, năm nay quả này nó đẹp. Để thực hiện về cái OCOP thì chúng tôi có một cái tổ quản lý của các thôn bản chia ra từng tổ một để quản lý, để thực hiện tổ trưởng. Quản lý một khu vực, một thôn bản, khâu chăm sóc là không được phun thuốc các loại chất kích thích trên đất, khâu chăm sóc và phải đúng kỹ thuật từ ông tổ trưởng hướng dẫn. Ý thức được việc sản xuất lê VH6 mang lại hiệu quả kinh tế cao, nên hầu hết các hộ dân trong các vùng trồng lê Simacai đã chủ động đầu tư thâm canh cao, tăng cường các biện pháp chăm sóc. Lê VH6 là loại cây ăn quả có nhiều ưu điểm nổi bật như sinh trưởng khỏe, dễ trồng, dễ chăm sóc. Cây sau trồng 4 đến 5 năm là cho thu hoạch. Quả lê giòn, ngọt mát và đậm vị, lại chín sớm vào cuối tháng 6 đầu tháng 7, trước các giống lê địa phương và lê Trung Quốc nên có ưu thế về thị trường. Tại thời điểm này, quả lê VH6 Simacai đã chín rải rác. Chủ thể của sản phẩm này đang có nhiều cách để quảng bá giới thiệu sản phẩm, từ đó kết nối tiêu thụ cho các hộ thành viên và nông dân trong vùng. Đa số chúng tôi sẽ quảng bá ở trên fanpage của hợp tác xã, rồi trang Facebook cá nhân của các thành viên, trên sàn thương mại điện tử, bạn bè giới thiệu, rồi các khách du lịch đến trải nghiệm tại địa phương. Trong thời gian tới, có thể là 1 đến 2 hộ thành viên trong hợp tác xã làm mẫu mô hình homestay trước, đưa khách du lịch về trải nghiệm. Từ cái đấy thì khi bà con nhìn thấy cái lợi ích của du lịch ấy, thì sẽ thúc đẩy được cái tinh thần sản xuất của bà con lên. Để giúp sản phẩm lê VH6 của huyện Simacai nâng cao chất lượng và từng bước mở rộng thị trường, trong năm 2022, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh đã thực hiện mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lê VH6 theo hướng tiêu chuẩn Việt Gáp tới 60 hộ dân với quy mô 14 hectare. Từ cách làm của mô hình sẽ được địa phương nhân rộng, giúp thay đổi tư duy nhận thức của người dân về phương thức sản xuất truyền thống sang áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới dựa vào quản lý cộng đồng, góp phần hạn chế rủi ro của biến động thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, từ đó nâng cao giá trị và phát triển vùng lê VH6 một cách bền vững. Từ đây, các hộ sẽ thành lập tổ liên kết sản xuất, kết nối tiêu thụ sản phẩm được thuận lợi hơn. Việc triển khai mô hình thì đã hướng dẫn tập huấn cho các hộ dân về kỹ thuật, từ vấn đề là bón phân, chăm sóc, tỉa quả, bọc quả, đảm bảo cái hướng dẫn kỹ thuật, giúp là người dân nâng cao cái chất lượng sản phẩm, từ đó nâng cao cái giá trị hoặc kinh tế để sản phẩm lê của Simacai đạt và giữ cái thương hiệu. Cây lê VH6 được xác định là cây trồng tiềm năng của vùng cao Simacai. Sản phẩm đạt sao OCOP là điều kiện giúp địa phương đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, hình thành vùng chuyên canh cây ăn quả ôn đới chất lượng cao, giúp nhiều hộ thoát nghèo và tiến tới làm giàu bền vững.